Thưa quý vị, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang giữ hình sự đối tượng Lê Tấn Tài, sinh năm 1984, ngụ tỉnh An Giang, trú tỉnh Long An, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo hình ảnh từ camera an ninh được Công an đã trích xuất tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, TP Bank, đường Trần Văn Dầu, phường Bình Trị Đông Bê, quận Bình Tân vào sáng ngày xảy ra vụ việc. Một người đàn ông mặc áo dài tay, đội mũ, đeo khẩu trang, mang theo một ba lô ngồi tại ghế chờ của ngân hàng. Một lúc sau, người này tiến tới quầy giao dịch rồi lấy trong ba lô ra can xăng đổ lên bàn, sau đó quăng ba lô vào bên trong quầy, yêu cầu đưa tiền. Tiếp đó, người đàn ông cầm can xăng, tưới xăng lên người. Khi bảo vệ tiếp cận, người đàn ông tháo chạy ra ngoài, tẩu thoát. Đi được một đoạn thì đối tượng này bị một người chạy xe máy tông trúng, ngã xuống đường nên đối tượng châm lửa đốt. Phát hiện sự việc, người dân cùng lực lượng dập lửa và đưa đối tượng này đi cấp cứu. Sau khi gây án, nghi phạm bị bỏng và được đưa đi cấp cứu, sau đó đưa về trụ sở lấy lời khai. Theo đó thì Tài có chơi cờ bạc bằng hình thức đánh số đề, do thu tiền nên Tài mượn của nhiều người với số tiền 200 triệu đồng. Mọi người đòi nợ nhưng Tài nhiều lần khất nợ do mất khả năng chi trả, nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng để trả nợ và tiêu xài. Liên quan đến sự cố đường Hồ Chí Minh qua huyện Chư Sê, vốn đầu tư 250 tỷ đồng bị hư hỏng nặng, một kỹ sư địa chất đã bị khởi tố. Bị can là Đào Trọng Nhất, quê Hà Nội, kỹ sư địa chất của công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông 8, Techco 8, bị công an Gia Lai khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Động thái này được đưa ra sau 10 ngày công an Gia Lai khởi tố vụ án. Công an xác định Nhất với vai trò là kỹ sư cầu đường có chuyên môn phụ trách việc khảo sát thiết kế của công trình nhưng không làm đúng các quy định về xây dựng dẫn đến sự cố sụt lún. Dự án đường Hồ Chí Minh tuyến tránh huyện Chư Sê sau trận mưa lớn hồi tháng 9 năm ngoái, đoạn đường đã bị sụt lún nghiêm trọng khoảng 150 mét. Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Xuân Kỳ, 27 tuổi, trú xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, bằng thủ đoạn lợi dụng đêm khuya, Đặng Xuân Kỳ đã tự điều khiển xe riêng 7 chỗ đến các tuyến đường thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò, nhắm các xe đậu đỗ không người trông coi, rồi dùng kích thủy lực nâng xe, tháo bánh đưa lên xe riêng, rời khỏi hiện trường. Tài sản trộm được, Kỳ lên mạng xã hội tìm khách mua, chuyển bằng dịch vụ tải. Cơ quan điều tra xác định, trong tháng 10, Đặng Xuân Kỳ đã 6 lần gây án, tháo chót lọt 15 bánh xe ô tô các loại trị giá trên 100 triệu đồng. Trước đó, đêm ngày 5 tháng 11, Kỳ bị bắt. Khám nhà của nghi can đã thu 6 bánh ô tô chưa kịp tiêu thụ. Thưa quý vị, khoảng 6 tháng gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện xử lý hàng trăm lái xe sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Các loại giấy phép lái xe này thường là mẫu mới bằng nhựa PET. Phôi giấy được làm rất tinh vi, quan sát bằng mắt thường rất khó có thể phát hiện giấy phép thật hay giả. Quá trình lấy lời khai ban đầu, hầu hết những người sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp đều khai mua trên mạng, thường vào các trang Google, Facebook tìm hiểu rồi gửi ảnh, chứng minh nhân dân và tiền đặt cọc để làm. Sau khoảng 2 tuần, những người này sẽ nhận qua đường bưu điện và thanh toán nốt số tiền còn thiếu. Công an huyện Quan Sơn cho biết, đặc thù huyện Quan Sơn là khu vực miền núi biên giới, nhận thức của người dân ở đây có phần hạn chế. Điều kiện thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới cơ bản gặp khó khăn. Vì vậy, việc mua giấy phép trên mạng còn xảy ra tại đây. Trong thời gian tới, lực lượng tuần tra kiểm soát sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, nhất là vào dịp lễ Tết. Việc chống tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp trên biển IUU đang đi đúng hướng và được Ủy ban châu Âu đánh giá tích cực. Tuy vậy, số tàu cá vi phạm vẫn còn nhiều khiến cho việc tháo gỡ thẻ vàng IUU vẫn đang khó khăn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện cả nước đã lắp đặt hệ thống giám sát hành trình tàu cá đạt 82% số tàu. Cơ sở dữ liệu giám sát tàu cá đã được kết nối, chia sẻ từ trung ương đến địa phương. Công tác thực thi pháp luật trong xử lý đối với hành vi khai thác IUU đã được tăng cường đáng kể. Công tác kiểm soát tàu cá Việt Nam ra vào cảng, kiểm soát sản lượng thủy sản bốc rỡ tại cảng đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS đánh dấu tàu cá vẫn rất chậm. Tình trạng tàu cá mất kết nối VMS khi đi đánh bắt hải sản còn diễn ra phổ biến. Đặc biệt, nhiều tàu cá vẫn tiếp tục vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Từ đầu năm đến nay, đã có 69 vụ trên 113 tàu bị nước ngoài bắt giữ xử lý. Bên cạnh đó, theo Tổng cục Thủy sản, việc xử phạt các tàu cá vi phạm khai thác IUU ở nhiều địa phương hiện chưa được nghiêm minh. Số lượng tàu cá vi phạm đã bị xử phạt hiện đang rất thấp so với số tàu bị phát hiện vi phạm. Ở nhiều tỉnh, tàu vi phạm gần như chưa bị xử phạt.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc phòng phòng chống COVID-19 diễn ra chiều nay, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, chỉ tính riêng lực lượng Bộ đội Biên phòng đã duy trì gần 1.500 tổ chốt tại các khu vực biên giới, qua đó phát hiện ngăn chặn hơn 6.000 người, khởi tố 17 vụ đưa đón đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Tính từ tháng 4 đến nay, lực lượng quân đội đã tiếp nhận 210 chuyến bay với hơn 55.000 người nhập cảnh qua đường hàng không. Trước tình hình dịch bệnh trong nước được dự báo còn nhiều phức tạp, lại cộng thêm mưa lũ tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên kéo dài, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh kế hoạch, lực lượng, thời gian để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa giúp nhân dân vượt qua mưa bão, tái thiết cuộc sống. Hiện Cục Quân y đang phối hợp với Học viện Quân y xây dựng chương trình hợp tác với chuyên gia Cuba để nghiên cứu vaccine phòng chống COVID-19. Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa quyết định phê duyệt đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng, kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố. Hàng loạt giải pháp cùng với số vốn khổng lồ đã được TP.HCM lên kế hoạch rót vào giao thông công cộng, với mục tiêu trong 10 năm tới, vận tải hành khách công cộng sẽ tăng gần 6 lần so với hiện nay. Theo lộ trình của đề án trong giai đoạn 2021-2025, giải pháp tiền đề có tác động trực tiếp tới đời sống của người dân thành phố là thu phí xe ô tô vào nội đô. Song song với việc hạn chế xe cá nhân, TP.HCM cũng triển khai rất nhiều các giải pháp tăng tốc giao thông công cộng, mở đầu bằng việc tổ chức các làn đường ưu tiên cho xe buýt, tái cấu trúc, mở rộng phát triển mạng lưới xe buýt. Tuy nhiên, sử dụng xe cá nhân là thói quen cố hữu của người Việt Nam nên không thể trông chờ giao thông công cộng tốt lên là người dân sẽ tự động chuyển qua sử dụng. Nếu như không có tác động nào nhằm hạn chế người dân sử dụng phương tiện cá nhân, thì đến năm 2030 cũng rất khó để giao thông công cộng có thể đạt được mục tiêu đề ra. Chưa kể hiện nay, số lượng xe cá nhân quá đông, nếu không kiểm soát thì không có không gian cho xe buýt phát triển. Đội Quản lý Thị trường số 6, Cục Quản lý Thị trường Lạng Sơn vừa phối hợp với đội 389 tỉnh Lạng Sơn phát hiện và xử lý một phương tiện vận chuyển 40.000 con gia cầm nhập lậu trên tuyến quốc lộ 4B, địa phận xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Trương Quang Huấn sinh năm 1985 tại xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn không xuất trình được các loại giấy tờ về nguồn gốc hợp pháp của số gia cầm đang vận chuyển trên phương tiện. Theo tìm hiểu, số gà giống nói trên ở độ tuổi từ 5 đến 7 ngày. Lái xe Huấn khai nhận được một đối tượng thuê vận chuyển để lấy công nên không biết về thị trường tiêu thụ của lô hàng. Ước tính lô hàng trị giá 540 triệu đồng. Đội Quản lý Thị trường số 6 đã báo cáo Cục Quản lý Thị trường Lạng Sơn, đồng thời lập biên bản vi phạm. Chiều tối ngày 12 tháng 11, đội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giám sát tiêu hủy theo đúng quy định.